Xin chào quý khách hàng Biên dài biên dài Inolub Panasonic Đây Inolub Panasonic đã về hàng rồi Như mọi người thông qua cái kênh của em á, Mọi người có thể đều biết rằng là trong cái thời gian rất là lâu Từ hồi sau Tết tới bây giờ em không có về cái đơn nào hết Do là giá bên Nhật nó lên Cái gì nó cũng lên hết Giá nó mắc bằng cái giá đầu em bán ra thì làm sao mà lấy về đúng không mọi người Thì đợt này em tranh thủ em chờ nó sale <laughs> Nó sale em tranh thủ em gom Nó về mới con nữa thôi chưa có đủ đâu từ từ em giới thiệu là mấy cái này nhé giờ giới thiệu là mấy cái gốc rễ của vấn đề là từ đầu em bán nè đầu tiên lâu xưa thiệt là xưa rồi là cửa hàng em bán các cái sản phẩm này nha mọi người energizer pin sạc nè 9V cũng là pin sạc nè lưu ý energizer em chỉ bán pin sạc em không bán máy sạc nha thằng 9V này nè em không bán máy sạc lý do là máy sạc của nó không có tự ngắt rồi tới hồi bán cho khách mất không khách lại là hoằng thế cái câu hỏi khách muốn hỏi là bây giờ thấy mua pin sạc đâu mọi người có thể mua mấy cái sạc rời ở trên thị trường như Lazada, Shopee, Tiki á, nó có bán rất là nhiều mà đa phần là nó không có tự ngắt ha nên lấy cái đó về bán mới công phiền nhức đầu lắm ha mọi người còn chất lượng thì khỏi phải bàn rồi Energizer 9V nha lưu ý là 175mAh nha không có ngàn mấy đâu nha không có rồi đầu bán sao em không biết chứ cửa hàng ngay của em là bán đầu rõ ràng đầu chính hãng ha một cái combo bán rất là chạy chạy từ hồi xưa tới bây giờ từ hồi thành lập kênh bán lẻ cho tới bây giờ là cái bộ này nè mọi người bộ này em bán giá không đổi mặc dù thời thế có thay đổi hay là đổi thay cái kiểu gì thì bên em bán giá vẫn không đổi ha một bộ như vậy là 380 ngàn giá bán tại cửa hàng còn cái mùa này thì thôi rồi Covid Covid dữ lắm nha mọi người nên tranh thủ ship code dùm em đi ship thu code thì maximum thì cũng chỉ đến 401 hai thôi ha một bộ bao gồm là 4 viên bốn viên này 2000 mAh giờ và một cái máy sạc nó nằm một cục vậy nè, 380 000 ngàn Ship cost bao ship sẽ là 401 đến hai tùy vị trí ha. Rồi, bây giờ mình vô vấn đề chính của mình là cái pin. À. cái đợt này nó về đợt 1, đợt 1 là có 5 bộ này. Cái bộ này rất là nhiều người chờ, nó mắc như quỷ luôn á nhưng mà hả nhiều người mê. Mà em thấy em cũng mê đầu nhật mà. Đầu nhật mà ai không mê nữa thì cái gì cũng mê ha mọi người ha. Đầu nhật cái gì cũng mê hết á. Ai mà không mê nữa thì thôi, chịu bó tay ha phim nhật cũng hay đúng không phụ nữ nhật cũng đã giao nhật cũng ngon nữa sắp tới em lấy giao nhật về em bán <laughs> bán đồ karaoke ế quá mọi người ha đây là bộ cc 87 đây là máy sạc nhanh nha mọi người đầu sạc là usb tức là cái nguồn đầu vào là usb em lấy từng cái máy sạc đi đây cái đầu cắm sạc vào là usb 5 v cắm vô đây cái đầu này là đầu ao ao là ao ra ngoài mình có thể làm cái này làm cái sạc dự phòng cho pin vào đây sẽ làm để trở thành một cái máy sạc dự phòng để mình sạc cho các cái điện thoại các cái smartphone iphone ipad iSum, i samsung ipad gì đó không biết nữa miễn là sạc ra usb là mình chơi được hết ha ở đây nó còn có thêm cái đèn pin cho mình nữa cái bộ này bởi vậy nó rất là chạy là như vậy đó nhiều người thích lắm nhiều người mê nè nó có cái đèn pin ha bỏ pin vô nó trở thành cái đèn pin đi đường ha mọi người vui thì mình làm bộ sạc dự phòng còn buồn thì mình làm cái um, cái đèn pin còn uh, buồn nữa thì làm gì làm cái máy sạc cho pin sạc để mình hát karaoke nhà mình ha một cái bộ bao gồm nè một cái máy sạc nhanh nè đầu usb nè một cái đèn led nè à, và bốn viên pin aa enolop bana Sonic. đây là giá một triệu ba nha mọi người giá không đổi theo thời gian mặc dù thời thế có đổi thay nhưng mà giá của em bán ra vẫn là không hề thay đổi nha mọi người đây là pin nhật nha pin nội địa thị trường nhật đừng có phân biệt đừng có so sánh với lại những cái hàng tầm bậy tầm bạ nha đó, em nói hàng tầm bậy thôi em không có nói hàng ta mọi người nhìn cho kỹ cái viên pin của em nha để em zoom nó to to lên nhìn hàng của em để phân biệt cái hàng khác hàng của em là hàng xịn do mấy đứa cháu em nó ở bên nhật nó gửi về thì làm gì có chuyện mà không xịn đúng không đó, nó phải rõ ràng như vậy đó nhìn đi đó pin nội địa nhật nè tiếng nhật không nè dĩ nhiên rồi bên nhật mà ghi tiếng việt mới chết đó, ha mọi người bên nhật mà xài tiếng việt là chắc té xỉu luôn ha nó có mã số mã xiết gì đó nó khắc ở trên này luôn ha mọi người ha nè thấy không nè đó động nhật là nó vậy nè lưu ý giùm em á, là pin này á, là một v hai một chín trăm giờ thấy không không có hai nghìn ba nghìn bốn nghìn đâu nha pin cửa hàng bên em nó bán toàn là à, gọi là cái thông số nó rất là mini <laughs> rất là mi nhau nha mọi người nhưng mà nó là thông số thật đó, ha chứ không phải như người ta pin bán ba ngàn hai ba ngàn rưỡi ba ngàn bảy giá rẻ bèo ha mọi người pin đi mắc rất cực mắc luôn ha một bộ như vậy lặp lại một bộ như vậy triệu ba nha mọi người triệu ba cứ ai mà chuyển khoản cho em thì em bao ship chuyển khoản hết thì em bao ship còn không thì em thu code triệu ba đừng trả giá nha em bán hàng ghét trả giá lắm thanh niên mua hàng mà đi trả giá chán muốn chết luôn Em mua hàng gì em cũng không có trả giá. Không phải mình không trả giá mà là mình biết giá trị của món hàng, mình biết người ta bán nhiêu đó là mình đồng ý mình mua, còn mình không đồng ý thì thôi, đừng có trả giá trả giá buồn muốn chết luôn. Đây. Cái bộ thứ hai là pin rời. Những khách hàng mà người ta mua máy sạc rồi đó, người ta muốn mua pin riêng để về người ta dùng, nhiều cái công năng khác nhau thì người ta có thể mua cái pin rời như vậy một vỉ như vậy là nó sẽ có là bốn viên thấy không nè, 1 2 3 bốn trong này là thấy chưa? Nó sẽ có cái hộp nhựa trong này rất là đẹp. Hàng chính hãng, hàng nội địa Nhật. Cái mã hiệu là BK3MCC4C. À, 1900 mah mã số mà thiết gì nè, đó mọi người nhìn đi. Đây, sản xuất hồi tháng 5 năm 2021 thì nó cũng mới mới đây đó. Ha, 460 000 trăm 460 000 ngàn nha. Cái này không có bao ship đâu bán bộ pin lợi mấy chục ngàn bao ship nữa chắc em cũng chết luôn nên quý khách hàng mua hàng thì mình cũng biết giá trị của món hàng giùm em chút xíu ha mình đừng có trả giá chứ mình đừng có yêu cầu bao ship nó quá đáng là là buồn lắm em bán hàng em cũng phải có lời em mất có lợi em mới duy trì được và em mới lấy hàng về em phục vụ cho mọi người được ha chứ em bán hàng mà cái gì cũng bao 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 có ngày em đóng cửa luôn ha sắp tới nó sẽ về tiếp cái bộ như thế vậy nhưng mà nó màu đen nó màu đen nó sẽ là 2.500 mAh giờ thì nó sẽ mất tiền hơn chút xíu chờ được sau về thì em sẽ công bố và thông tin cho mọi người ha thế thì cái viên pin này pin này với lại cái viên pin này nè hai đứa là cùng một loại nha cùng một mã hiệu cùng một loại cùng một giá tiền cùng một chất lượng thì mình có thể sạc được bao lâu mình có thể sạc được 2.100 lần nha không có nghe nhầm đâu nha mọi người không có nghe nhầm một tí nào nha 2.100 lần sạc mình sạc đầy rồi mình xài hết thì mình sạc tiếp được 2.100 lần. Ai mà dùng qua cái pin này rồi ấy, thì sẽ hiểu được những gì em nói. Còn mấy ông nào mà chưa dùng ấy, thì sẽ nói em nổ. Mà mấy người mà không tin em ấy, là chắc chắn là hậu quả không có không có tốt làm gì đâu. Tại vì tại vì sao biết không? Tại vì em nói đây là những cái gì mà em biết và là sự thật và là thực tế là em trình bày ở đây. Còn khách hàng mà không tin sự thật thì trước sau gì cũng bị lừa. Đơn giản vậy thôi ha 2.100 lần sạc. Mà nếu mình chia ra một tuần mình sạc một lần thì mình xài chắc cũng phải uh, như nè chín năm rưỡi đến 10 năm ha cái đó em nói thiệt chứ mà nó đùa đâu ha em nè em chụp mấy ảnh nè từ hồi em chưa có gia đình mà nay con em nó học lớp 3 rồi đó mà em vẫn còn dùng được đó em nói vậy mọi người tin tin không tin thôi ha em không có ép ha cái loại màu trắng đó là hai lần sạc còn cái loại màu đen á là màu đen đó, giống y chang vậy nhưng mà cái mã khác nó màu đen hai mah mm thì loại đó chỉ có 500 lần sạc thôi nhưng nó rất là mắc tiền nó mắc tiền hơn dòng này đó nói sầm sầm ba láp quảng cáo giới thiệu sản phẩm rất là nhiều rất là lâu rồi thì à, quý khách hàng nào có nhu cầu mua sắm cái bộ sạc nhanh cc 87 có cái công năng làm đèn pin có công năng làm máy sạc dự phòng cho các smartphone bao gồm một máy sạc một đèn pin led và bốn viên pin giá một triệu ba cứ chuyển khoản cho em em bao ship còn không thì ship code miễn trả giá bộ này bqcc BK3MCC4C 4 viên 1900 mAh viên pin là 1V2 Inolub hàng nội địa Nhật giá 460.000 không có bao ship không có uh, bao ship gì hết nha bán không có lời bao nhiêu mà bao ship là chết em rồi Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này